Sự tự tin có lẽ là một điều mà bất cứ ai trong số chúng ta cũng mong muốn có nhiều hơn, cho dù ta là ai, cho dù ta làm gì. Sự tự tin chính là niềm tin bạn dành cho chính mình, bạn dành vào những năng lực của bản thân để tin tưởng rằng bạn có thể hoàn thành một mục đích bạn mong muốn. Một điều thú vị đó là sự tự tin không phải là một năng lực bẩm sinh, có nghĩa là nó không phải là thứ bạn có ngay khi bạn sinh ra trên đời này. Ngược lại, nó là một kỹ năng. Và điều đó đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có thể rèn luyện sự tự tin cho mình. Vậy thì làm thế nào để có thể xây dựng sự tự tin trong bạn? Trước hết, để có thể xây dựng sự tự tin, có một sự thật bạn cần ghi nhớ. Cho dù bạn đang cảm thấy về bản thân mình như thế nào lúc này, thì bạn là một người thông minh, tài năng, tốt bụng và rất thú vị. Đó là sự thật về bạn. Làm thế nào mà tôi biết được điều này? Việc bạn có mặt tại đây và đang xem video này của Ruby là một minh chứng cho điều đó. Just kidding. Thực tế, mỗi chúng ta đều có rất nhiều những điểm độc đáo, những tài năng, những giá trị mà chúng ta có thể mang lại cho thế giới này. Và chúng ta cũng có vô vàn những tiềm năng ở bên trong chúng ta để có thể trở nên hạnh phúc, thành công và sống một cuộc đời như mơ ước. Có thể bạn đang chưa nhìn thấy những điều này trong cuộc sống của mình lúc này, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa rằng bạn không đủ giỏi, bạn không đủ tốt. Nó chỉ đơn giản có nghĩa rằng bạn đang có những rào cản ngăn trở bạn đạt được những điều bạn thực sự mong muốn mà thôi. Vì thế, việc thấu hiểu được giá trị cốt lõi của bản thân cũng như hiểu được sự thật về chính mình là điều đầu tiên, là nền tảng để có thể xây dựng được sự tự tin trong bạn. Cách thứ hai để có thể nuôi dưỡng sự tự tin ở bên trong bạn đó chính là trở nên thật sự xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó. Có một câu nói rằng, "The way to build confidence is to build competence." Khi bạn trở nên thật sự xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ trở nên tự tin hơn. Vậy thì cách để trở nên thực sự xuất sắc trong một lĩnh vực là gì? Đó là đầu tư thật nhiều thời gian, năng lượng và công sức của bạn vào điều đó. Bất kể điều bạn lựa chọn theo đuổi lúc này là gì, cho dù đó là nhiếp ảnh, là hội họa, là âm nhạc, là khai vấn, là việc viết sách, là việc trở thành một diễn giả, bất kể điều đó là gì, thì hãy làm đi làm lại cho đến khi bạn thực sự thành thục. Hãy cho phép bản thân mình được kiên trì theo đuổi nó, ngay cả khi bạn mắc sai lầm, ngay cả khi bạn gặp phải những khó khăn, những thách thức, thì hãy cứ liên tục theo đuổi nó và không dừng lại cho đến khi bạn thành công. Bạn biết không, mới chỉ hơn một năm trước đây, tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói trước camera như thế này và sẽ quay những video cùng với cả một team lớn. Và ngay cả khi tôi đăng video đầu tiên thì tôi cũng tự nghĩ với chính mình rằng có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình. Thế nhưng sự tự tin tăng lên cùng với mỗi một video, với mỗi một lần ngồi trước camera như thế này, mỗi một lần bấm nút quay. Vì thế sự tự tin tăng lên mỗi tuần, mỗi tháng, khi tôi liên tục làm đi làm lại. Vì thế bạn thân mến, hãy cho phép bản thân mình được phát triển lên cùng với quá trình. Hãy cho phép bản thân mình được đầu tư thời gian vào một sự lựa chọn của bạn. Hãy nhớ rằng bạn sẽ trở nên tự tin hơn khi bạn trở nên xuất sắc hơn trong một lĩnh vực. Và một cách nữa để xây dựng sự tự tin ở trong bạn đó chính là liên tục ăn mừng những thành quả bạn đạt được trên hành trình phát triển bản thân. Đừng đợi đến lúc bạn tới đích, đừng đợi đến lúc bạn đạt được một mục tiêu to lớn rồi mới ghi nhận. Từng bước trên hành trình của bạn cũng rất đáng được chúc mừng. Và cách để làm được điều này đó chính là hãy lập cho mình một danh sách những thành quả bạn đã đạt được. Mỗi chúng ta đều có rất nhiều những to-do list, những danh sách việc cần làm phải không nào? Thế nhưng bên cạnh to-do list, chúng ta cũng cần một danh sách khác, một achievement list, đó là danh sách những kết quả bạn đã đạt được, những thành tựu, những thách thức bạn đã vượt qua, những kế hoạch bạn đã hoàn thành, những điều khiến bạn cảm thấy hài lòng và tự hào về bản thân mình. Hãy giữ danh sách đó ở gần bạn và đọc nó thường xuyên để nhắc cho bạn nhớ về những kết quả bạn đã tạo được, những năng lực, những kỹ năng mà bạn có, thay vì chỉ luôn luôn tập trung vào những điều bạn chưa có. Mỗi một khi bạn thất vọng về bản thân mình vì chưa đạt được mục tiêu bạn đề ra cho ngày hôm nay, thì hãy đọc lại achievement list của bạn, hãy đọc lại danh sách những điều bạn đã đạt được từ tháng trước, từ năm trước, để nhắc cho bạn nhớ rằng bạn hoàn toàn có khả năng tạo ra những kết quả tuyệt vời. Mỗi chúng ta đều cần có những sự nhắc nhở như vậy, nhắc nhở để nhớ về những điều chúng ta đang có và những điều tuyệt vời chúng ta đã đạt được.
Một cách tiếp theo để nuôi dưỡng sự tự tin ở trong bạn đó chính là học cách ghi nhận, đón nhận những lời khen và những điều tốt đẹp ở bạn. Có một điều thú vị tôi quan sát thấy ở rất nhiều người đó là khi một ai đó khen ngợi họ, cảm ơn họ, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với họ thì họ thường ngay lập tức phủ nhận. Họ thường nói rằng, điều đó có đáng gì, ai cũng làm được ấy mà, đó là chuyện bình thường, lẽ ra mình cần phải làm tốt hơn. Cũng dễ hiểu thôi, có thể là do thói quen và khi chúng ta phủ nhận lời khen của một ai đó, chúng ta nghĩ rằng mình đang thể hiện sự khiêm tốn. Và chính bản thân tôi cũng đã làm điều đó trong rất nhiều năm, cho đến khi tôi nhận ra rằng đôi khi chỉ đơn giản mỉm cười, nói lời cảm ơn và đón nhận những lời khen của một ai đó lại là cách giúp cho tôi nuôi dưỡng được sự tự tin ở bên trong mình lớn hơn rất nhiều, thay vì cố gắng tỏ ra khiêm tốn. Một điều quan trọng ở đây đó là hãy làm điều này một cách thực sự chân thành. Khi một ai đó khen ngợi bạn, hãy nói cho họ biết bạn trân trọng lời khen đó của họ như thế nào và đón nhận nó một cách thực tâm. Và mỗi một khi bạn đạt được một kết quả tốt đẹp nào đó, hãy dành thời gian ra để chúc mừng, để ghi nhận chính bản thân mình. Hãy tự vỗ vào vai mình và nói rằng mình đã làm tốt như thế nào. Mỗi chúng ta thường rất giỏi trong việc chỉ trích, trong việc nghiêm khắc với bản thân mình mỗi khi chúng ta mắc lỗi. Thế nhưng khi chúng ta làm mọi việc tốt đẹp thì sao? Tại sao chúng ta không khen ngợi, không ghi nhận, không chúc mừng chính mình? Khi bạn làm điều này một cách thường xuyên, nó sẽ giúp bạn tăng sự tự tin bên trong bạn lên rất nhiều, bởi vì bạn đang học cách chấp nhận chính bản thân mình, chấp nhận con người mình và chấp nhận những năng lực, những khả năng và những giá trị tốt đẹp bạn có thể mang đến cho thế giới này. Và cách thứ 5 để xây dựng sự tự tin ở trong bạn, đó chính là tìm kiếm những điều tuyệt vời ở người khác. Đúng vậy, khi chúng ta luyện cho mình một thói quen tìm kiếm những điều tuyệt vời tích cực ở người khác, thì chúng ta cũng sẽ trở nên ít phán xét người khác hơn, và đồng thời chúng ta cũng ít phán xét chính mình hơn. Khi chúng ta tập trung vào tìm kiếm những điều tốt đẹp ở người khác, chúng ta cũng dần dần nhìn thấy nhiều hơn những điểm tốt đẹp ở chính mình. Vì thế, để khép lại video này, tôi có một bài tập dành cho bạn. Trong vòng 7 ngày tới, mỗi ngày hãy nghĩ tới một người, có thể là bạn, người thân, gia đình hay đồng nghiệp của bạn, và tìm kiếm ra những điểm tuyệt vời tích cực ở người đó và nói cho họ biết. Bạn có thể nói với họ qua email, qua Facebook, qua tin nhắn hay qua một cuộc gọi trực tiếp. Khi bạn làm điều này, chắc chắn bạn sẽ bớt lo lắng và bận tâm về những điểm yếu của mình hơn rất nhiều. Và quan trọng hơn nữa, đó là khi bạn dừng việc đắm chìm bản thân mình vào những mặc cảm, những sự tự ti về bản thân mình và cho phép chính mình được tham gia vào cuộc đời rộng lớn ngoài kia, được kết nối với mọi người bằng một thái độ trân trọng và tích cực như vậy, chắc chắn ý thức của bạn về giá trị bản thân mình cũng sẽ tăng lên và kết quả là sự tự tin ở trong bạn cũng sẽ tăng lên. Vậy là trong video này tôi đã chia sẻ với các bạn 5 cách để xây dựng, để nuôi dưỡng sự tự tin ở bên trong bạn. Bạn tâm đắc với cách làm nào nhất? Hãy chia sẻ trong phần bình luận phía dưới nhé. Và nếu như bạn cảm thấy video này có ý nghĩa, có giá trị với bạn, thì hãy đừng ngần ngại chia sẻ nó với một ai đó để chúng ta cùng được lan tỏa thông điệp này xa rộng hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo và đừng quên rằng thế giới này rất cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Và tìm ra những điểm tốt đẹp ở họ và nói cho họ biết. Thank you very much. We're almost done, honey. Sweetie. We always have visitors in this studio. Unexpected visitors.